Chúa ơi, chỉ có đứa cây bài hát đâu xin Chúa sắc đừng đến thiện ái. Chúa con đừng này khiêm nhiều và nhỏ bé, từng hỏi làm sao con có thể trả lời tiếng gọi của Ngài. Con muốn bước đi trong ánh sáng ân sủng của Ngài, nhưng đôi khi con vấp ngã lạc mất chỗ đứng cánh cổng thiên đàng. Dù như xa xôi nhưng trong ơn con nó là ngôi sao dẫn lối. Ôi xin dạy con lạy Chúa, con phải làm gì để bước đi trên con đường dẫn đến Ngài? Con phải trong sự tử tế, trong lời cầu nguyện, trong mỗi hành động có tình yêu của Ngài không? Chỉ cho con lạy Chúa, từng bước con phải đi để tìm thấy con đường, để luôn từng thức đi khúc lớn. Xin chỉ con đường, xin chỉ con đường, xin cho con sự thật dẫn dắt con bằng tình yêu làm mới tâm hồn con. Dạy con biết phục vụ, dạy con biết quan tâm, cho con biết xứng trong chính mình để luôn tỉnh thức, xứng sắc trái tim linh hồn và đôi tay con, giúp con thực hiện những kế hoạch thánh của Ngài. Vì trong sự khôn ngoan của Ngài, hy vọng con được tìm thấy để bước đi trên mảnh đất thiêng liêng của thiên đàng. Con phải là sự tha thứ, là sự hy sinh, con đường đến thiên đàng đó là cái giá. Con biết lòng thương xót Ngài, con biết tình yêu Ngài, nhưng nói cho con nghe lạy Chúa liệu có đủ không? Con muốn sống theo lời thánh của Ngài, làm điều đúng đắn để luôn được nghe thấy. Xin cho con sức mạnh, xin cho con ánh sáng để theo Ngài với tất cả sức mạnh của con. Trong mỗi lựa chọn, trong mọi việc làm, là nơi con tìm thấy tình yêu mà con cần. Vậy hãy chỉ cho con, lạy Chúa, nơi con nên đi để gieo hạt giống mà Ngài muốn gieo. Điều khúc lớn, xin chỉ con đường, xin chỉ con đường, xin cho con sự thật dẫn dắt con bằng tình yêu làm mới tâm hồn con. Dạy con biết phục vụ, dạy con biết quan tâm, cho con biết sân tròn chính mình để luôn tỉnh thức, dẫn dắt trái tim linh hồn và đôi tay con, giúp con thực hiện những kế hoạch thánh của Ngài. Vì trong sự khôn ngoan của Ngài, hy vọng con được tìm thấy để bước đi trên mảnh đất thiêng liêng của thiên đàng. Trong những người nghèo khó, lạc lối yếu đuối, con phải ở đó lạy Chúa, con phải tìm kiếm để nâng đỡ những ai mệt mỏi, chia sẻ gánh nặng của họ, để mang tình yêu đi trên con đường khiêm nhường. Nếu con phải quỳ xuống, nếu con phải cúi đầu, xin dạy con lạy Chúa bắt đầu ngay bây giờ. Vì con biết con đường thiên đàng đã rõ, khi tình yêu và lòng tử tế kéo con lại gần Ngài. Điệp khúc lớn, xin chỉ con đường, xin chỉ con đường, xin cho con sự thật dẫn dắt con bằng tình yêu làm mới tâm hồn con. Dạy con biết phục vụ, dạy con biết quan tâm, cho con biết xứng tròn chính mình để luôn tỉnh thức, dẫn dắt trái tim linh hồn và đôi tay con, giúp con thực hiện những kế hoạch thánh của Ngài. Vì trong sự khôn ngoan của Ngài, hy vọng con được tìm thấy để bước đi trên mảnh đất thiêng liêng của thiên đàng. Đời con đứng đây với trái tim rộng mở, một linh hồn sẵn sàng chuẩn bị bắt đầu, với đức tin vào Ngài, bước chân con hài hòa.